Xin chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thiết bị y tế là những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Và giữa một thị trường thiết bị y tế sôi động như hiện nay, chúng ta nên lựa chọn đơn vị nào, cũng như là tìm mua các sản phẩm đến từ đâu để đảm bảo uy tín, chất lượng trong quá trình sử dụng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngày hôm nay. Hiện nay thì tôi đang đứng ở cửa hàng Thế giới thiết bị y tế Medgo, địa chỉ là 73 Phương Mai, Hà Nội, một trong nhiều cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ thiết bị y tế chuyên nghiệp đầu tiên và lớn nhất hiện nay ở nước ta. Medgo hiện đang có các cửa hàng trải dài khắp toàn quốc: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và đang tiếp tục phát triển ở Hải Phòng, Cần Thơ và ra rất nhiều tỉnh thành khác. Với thiết kế sang trọng, hiện đại và chuyên nghiệp, các cửa hàng của Medgo có đầy đủ các sản phẩm từ cơ bản đến cao cấp với chủng loại phong phú như máy trợ thính từ Mỹ, châu Âu, xe lăn điện, giường điện, máy đo huyết áp. Medgo là nơi hội tụ của thế giới thiết bị y tế, phục vụ khách hàng theo cách chuyên nghiệp nhưng với giá thành rất cạnh tranh. Với đội ngũ chuyên viên bán hàng 100% là các dược sĩ đại học, y sĩ trẻ, nhiệt tình và được đào tạo chuyên sâu theo các ngành hàng như phòng đo thính lực hiện đại, khu trải nghiệm thử thiết bị rộng rãi. Medgo là đối tác phân phối và bảo hành chính hãng cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Mỗi sản phẩm khách hàng mua tại Medgo đều được đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tốt và chính sách dịch vụ bảo hành tốt nhất hiện nay. Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm được miễn phí ship, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại nhà, trong đó có dịch vụ khám và đo thính lực tại nhà miễn phí. Bên cạnh đó, để cung cấp toàn diện cho việc chăm sóc sức khỏe tại nhà, Medgo không chỉ bán mà còn cho thuê các thiết bị y tế có giá trị lớn, hiện đại như máy thở, máy oxy, monitor với dịch vụ chuyên nghiệp nhất hiện nay. Đến với Medgo, khách hàng được trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng với dịch vụ chất lượng cao. Thú thực với các cháu là cô đã đi rất nhiều cửa hàng thiết bị y tế ở đây, nhưng mà các bạn ấy tư vấn cho cô như thế nào thì cô mua sản phẩm đấy. Nhưng mà từ khi đến cửa hàng của các cháu đây thì được nhân viên các cháu tư vấn rất là nhiệt tình. Cửa hàng các cháu có rất nhiều sản phẩm đa dạng mà cô được thử nghiệm các sản phẩm của các cháu. Cô rất hài lòng. Cô cảm ơn các cháu và cô sẽ quay lại đây và giới thiệu bạn bè rồi người thân của cô đến cửa hàng các cháu để trải nghiệm. Với chuỗi cửa hàng hiện đại, sang trọng và chuyên nghiệp trên toàn quốc, kết hợp cùng với gian hàng trực tuyến Medgo Trading trên sàn thương mại điện tử dành cho thiết bị y tế medgo.vn, chúng tôi mong muốn người bệnh, người dân được tiếp cận với các sản phẩm y tế thuận lợi, dễ dàng, sản phẩm phong phú và dịch vụ chuyên nghiệp như nhiều chuỗi ngành hàng khác. Mình thấy các sản phẩm của Medgo đều có xuất xứ rõ ràng, giá thành là hợp lý, chế độ bảo hành tốt, lại có nhiều ưu đãi sau khi mua. Cho nên anh sẽ chọn sản phẩm này để mua cho gia đình mình và người thân. Không những là tư vấn nhiệt tình mà ở đây còn lắp đặt tận nơi và tôi thực sự rất là hài lòng về Medgo. Gia đình rất là hài lòng bởi vì cũng đã đi rất là nhiều nơi để chọn lựa. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái dịch vụ của cửa hàng rất là tốt, các bạn đã đưa hàng đến tận gia đình và hướng dẫn cho người bệnh được sử dụng thành thạo, nên là gia đình rất là yên tâm và cảm thấy rất là tại nguyện, nhất là ông anh rất là cảm thấy rất là vui. Thời đại công nghệ 4.0, khi con người ngày càng quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe thì Medgo ngày càng muốn lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp tới xã hội và cộng đồng bằng những sản phẩm mà công ty cung cấp. Chung tay xây dựng vì một Việt Nam khỏe mạnh chính là mục tiêu và sứ mệnh mà Medgo luôn hướng tới.